cá tươi sống. Nên là chồng đã giờ sợ về hôm nay cũng như là một năm kỷ niệm ngày cưới hai vợ chồng mọi người. Mà vợ chồng Thống đang ở đảo Jeju cô. Đảo đang ở đảo Jeju. Sáng mai thì sẽ trở lại Jeju sớm. Bây giờ Thống sẽ giới thiệu mọi người những món cá sống ở đây nhé. Anh ấy chỉ thích ăn cái món này thôi, là món mực hồi nãy mình quay cho mọi người xem, lúc nhúc. Tuy là những thức ăn không nhiều nhưng mà rất là nhiều loại.
như họ muốn tạo cho mình để làm khi mà mình ăn cảm thấy rất là nhiều cảm tưởng của những cái thức ăn như vậy, cảm thấy cảm giác có muốn ăn thì cảm thấy rất đúng hơn. Khi là một lên dọn mâm lên lên giữa một hai món cảm thấy rất là nhàm chán, nhiều màu sắc khác nhau. Ha ha ha!
cà rốt vô một phẩm cái nè. Hồi xưa mình không ăn được cà rốt, sống mà thôi mình đã thường ra đây nói hơi nhỉ, hơi mùi mũ đó. Nhưng sống qua đây mình ăn được luôn. Cái nhà mình cũng hay là cuộc sống. No quá cả nhà. Sáng 2 giờ chồng ở nhà cơm. 8 giờ ăn cơm. Sau đó 9 giờ đi ra bưu điện gửi đồ về Việt Nam. Sau đó là 11 giờ ở sân bay. Yeah.
ăn vô trong để vô trong tim là hài lòng vừa ý, đó là quan trọng. Anh nói gì đó, anh nghĩ gì đó, cái gì cũng vậy, mất cho tình yêu hài lòng là được, thấy là vừa ý là được, không phải là những đề ở thứ gì quan trọng, hai người cảm thấy vui vẻ hạnh phúc ở bên nhau là được. Cứ như có nhà là ma, cứ là ma ưng ma ưng. Cứ như này tiếng Việt Nam là hai lòng dưới đó, là rất là quan trọng. Nói gì Hẹn gặp lại.